Trình Đại Lôi, vì để cứu Lâm Thiếu Vũ thoát khỏi vòng vây của Đại binh chư hầu, chấp nhận tung tin bản thân đã đến U Châu, đưa đầu cho thiên hạ tranh giành, chỉ để Lâm Thiếu Vũ biết được hắn đã tới, nhất định sẽ không làm điều dại dột mà chờ hắn. Trong khi đó, Tống Du Cử và Lý Hành Tai cũng bắt đầu nhen nhóm lý tưởng cách mạng mới, mặc dù ngọn lửa này rất nhỏ và yếu, nhưng một ngày nào đó, có thể đem quan liêu thế gia thối nát đều thiêu thành cho bụi. Mùa đông tháng 12 năm đầu tiên của loạn thế, sát hổ khẩu, một cuộc gặp gỡ bí mật trong lều, Đảng Thanh Niên Doang được thành lập. Tin tức Trình Đại Lôi đến U Châu, trong khoảng thời gian rất ngắn đã được lan truyền, tướng phủ, tướng quân, chư hầu, giang hồ, thế lực lớn nhỏ đều phái người đi, trước khi giải quyết Lâm Thiếu Vũ, phải lấy được đầu của Trình Đại Lôi. Trong chớp mắt, U Châu từ mảnh đất hoang tàn đã trở thành nơi triển khai trận truy kích đối với Trình Đại Lôi. Vì thế nên địch nhắm vào Lâm Thiếu Vũ cũng yếu dần. Một thành trì nhỏ biên giới, sáng sớm, có một lão nông gánh củi đi vào cổng thành, vui vẻ nghêu ngao ráp về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Hiện ra trước mắt lão ta là khung cảnh xác chết thành đàn, hoang tàn sơ xác, lão run run chưa hiểu chuyện gì. Phía sau đã xuất hiện một con quỷ cưỡi xích mã chỉ nhón hai chân trước, lão nông đã ngay lập tức được hóa kiếp dưới móng của nó. Sau đó nó ngấu nghiến nhai chân của lão ta, rồi đến cả cơ thể, nó ăn như một con quỷ háo đói. Tên quỷ tóc đỏ này chính là đại đương gia của trại Vạn Mã, Lưu Tam Bình, hắn đang trên đường truy sát đám người hoàng tộc, được Ngư Long vệ hộ tống. Nhưng khi biết tin đám mà hắn bắt được là hoàng tộc Pha Ke, Ngư Long vệ chỉ là mồi nhử, hắn bình tĩnh cho áp giải bọn chúng tới trước mặt. Nghe nói Ngư Long vệ các ngươi rất trung thành, đều là đám máu mặt, nhưng lão tử cũng không rảnh thẩm vấn các ngươi, đầu của các ngươi sẽ cho ta đáp án. Hắn sai xích mã nhai đầu một tên trước tiên, tiếng kêu còn chưa kịp thốt ra từ miệng người nọ, sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Xích mã lập tức cảm ứng được vị trí của những Ngư Long vệ còn lại, nó hí lên chỉ theo một hướng. Lưu Tam Bình cười khoái chí, triệu tập huynh đệ tìm mục tiêu, có ngựa thần này giúp ta, số trời đã định, quãng đường của ta sẽ lên như diều gặp gió, ha ha ha. Biên giới Lương Châu, Tử Long và Đồng Phi hiện đang cùng nhau hộ tống hoàng tộc tới trại Cáp Mô, dự tính khoảng 3 ngày nữa sẽ đến nơi. Một người tới báo, lại có mấy hoàng tộc đã tự ý rời đi, chỉ để lại thư nói, không muốn vào rừng làm cướp với trại Cáp Mô. Đồng Phi điên tiết, bọn khốn, từ Kinh Châu chạy học mật đến đây, bao nhiêu ngư vệ vì để yểm hộ cho họ mà mất mạng, giờ lại nói đi là đi. Sư tỷ xem ra Ngư Long vệ các ngươi trung nghĩa, bọn họ không thèm nhận rồi, Tử Long mỉm mai. Đồng Phi cho rằng bọn họ e là muốn mượn binh lực của chư hầu giành lại vinh quang cho hoàng tộc Lý Thị, không muốn sống cuộc sống nghèo khổ. Tử Long an ủi, mặc dù trại Cáp Mô luôn bị thiên hạ xem thường, phỉ nhổ là thổ phỉ, nhưng tỷ yên tâm, ta sẽ tìm đại đương ra thương lượng, giúp người có tiền đồ rộng mở hơn. Đồng Phi thấy câu này quen quen, còn tưởng sư đệ cố ý châm biếm mình. Tử Long cười cười, đây chẳng phải là những lời ban đầu tỷ nói với ta sao? Đồng Phi đen mặt, nơi đó thật sự là một nơi tốt sao? Đối với dân thường mà nói, trại Cáp Mô là chốn an cư bình yên, được ăn no, được bảo vệ. Với hoàng tộc dã tâm thì coi là nhà giam, chạy rồi cũng tốt, dù sao loại người này cũng không thể ở lại trại Cáp Mô quá lâu, đại đương gia cũng không thích những kẻ như vậy. Đồng Phi không hiểu, vì sao lại gọi là trại giam. Hoàng tộc gia nhập Cáp Mô là đại đương gia nể mặt công chúa Minh Ngọc, nhưng đừng có tưởng coi được đặc quyền của hoàng tộc. Họ sẽ được đối xử như dân thường, muốn ăn no ở trại Cáp Mô cần phải tham gia lao động, những chuyện này đối với hoàng tộc e là rất khó khăn. Đồng Phi nghi ngờ Trình Đại Lôi đã tẩy não Triệu Tử Long, cho nên mỗi câu của hắn đều không rời được liên quan đến lão Trình. Ở trong mắt của ngươi, Trình Đại Lôi là người như thế nào? Đại đương gia không ham tiền, nhưng có chút háo sắc, đôi khi cũng hay xạo lìn. Cảm giác hắn mang lại cho ta như là được nhìn thấy thế giới mới tốt hơn và kiên định muốn đi về hướng nó. Đại đương gia là người nhìn xa trông rộng, không ngừng vượt qua bản thân, dùng tâm cảnh để xem sự thay đổi của thế gian. Ta chỉ là một đám mây ở dưới núi, mà đại đương gia đứng sừng sững trên ngọn núi. Hoàng hôn, Nhật Bạc Tây Sơn, một trận huyết chiến vừa diễn ra, đây là đám kỵ binh thứ 3 mà hắn gặp trong ngày, xem ra chuyến này, xe bus âm phủ lại chật cứng khách du lịch rồi. Thể lực của Ngưu Nữ và Chân Châu Đường Đen cũng rất tốt, ngày đêm đi không ngừng nghỉ cũng vẫn rất chiến, hắn chỉ lo Lâm Thiếu Vũ cùng lắm cầm cự được 10 ngày nữa. Vậy mà bên này cứ liên tục xuất hiện nhiều kỵ binh vây đánh cản trở tốc độ, hắn chỉ có thể gặp một tên giết một tên không ngừng. Một kẻ gần đó dùng ống nhòm quan sát Ngưu Nữ, miệng không ngừng chảy nước miếng. Một lão hòa thượng béo xuất hiện trước mặt, bần tăng nhận được lời ủy thác của bản thân Thanh Diệp Phật, đặc biệt muốn chỉ một đường cho Trình đương gia, Trình Đại Lôi cảnh giác, xin được thỉnh giáo. Người nọ khuyên hắn nên theo hướng tây mà thẳng tiến, Trình đương gia, hành tung của ngươi đã bị bại lộ rồi, các tướng sĩ, chư hầu, cao thủ giang hồ đều đã ở các đường, U Châu đã biến thành một cái lưới lớn chờ ngươi chui đầu vào, tuyệt địa thập tử nhất sinh, ngươi không sợ chết sao? Nếu như ngài tin ta, chi bằng để bần tăng hộ tống các ngươi về chùa của ta không thiếu chỗ ở, hơn nữa ngươi đem theo trẻ nhỏ, bảo nó giết người cho ngươi thì không hay lắm. Trình Đại Lôi cười cười, đa tạ cao tăng chỉ bảo, nhưng ta còn có một câu hỏi, xin ngươi giúp ta thông não. Theo như ta biết, Thanh Diệp Phật xuất thân là chính phái Phật gia hàng Rian, cao nhân như hắn từ lúc nào lại ở cùng với yêu tăng của mật tông ngươi vậy? Công rãnh mà đòi song sánh với đại dương à? Những tên khác của mật tông cũng nhanh chóng xuất hiện, hợp lực đánh hội đồng Trình Đại Lôi. Bọn chúng là dâm tặc đỉnh cấp, mục tiêu chắc chắn là Ngưu Nữ, hắn liền không cho con bé ra trận, bản thân sẽ tự xử lý. Người bí ẩn phía trên ngoáy bút liên liệng, bốn tên này rất nham hiểm, nhiều cao thủ thành danh đã chết trong tay bọn họ. Trình Đại Lôi, nếu như ngươi chết ở đây, ta sẽ cho ngươi vào hài nhân chuyện, để cả thiên hạ đều cười cho thối mũi. Sau đó tiểu loli mắt xám kia sẽ là vợ nhỏ của ta.
Đám người thấy hắn né được tập kích thì không ngớt lời khen, lời đồn về Trình Đương gia đúng là trăm năm không bằng mắt thấy, còn là một soái ca đẹp trai sáng láng, tóc tai bảnh tỏn, xem ra chúng ta càng thích thú ngươi hơn nữa rồi. Trình Đại Lôi toát mồ hôi, con mẹ nó nổi cả da gà rồi, bọn chúng thích chơi gay, chúng muốn thông đít mình, đĩ mẹ Cúc Hoa sẽ tàn đời mất, sợ quá phải ban chúng thôi. Tên béo tung khói mê hồn, một tên dùng roi mê hồn, bốn kẻ hợp kích đều dùng mê hồn làm chính, thủ đoạn đê tiện, chỉ cần không tập trung một chút, đến cả cao thủ tuyệt thế cũng có thể bị mắc bẫy bọn chúng, lỡ như bị chúng bắt được, sẽ gặp phải sự sỉ nhục còn thê thảm hơn cái chết. Trình Đại Lôi sợ mất lỗ nhị, khiếp đảm gọi Tâm cầu cứu. Tâm nhanh chóng hợp thể. Kẻ bí ẩn cứ như đang xem phim ngoài rạp, vừa viết vừa miêu tả, đây mới chính là thực lực thật sự của Trình Đại Lôi, áp suất lập tức tăng vọt, liên tiếp chém tới, tà dương như máu, vô cùng độc đoán, khùng hết thuốc chữa, ác tặc như vậy trong thiên hạ không ai có thể ngăn được, trong giang hồ cao thủ mạnh hơn Trình Đại Lôi tuyệt đối không vượt quá ba vị. Trong lúc còn đang bận rộn nên cho hắn vào hài nhân chuyện hay kỳ nhân lục của số báo sau, Trình Đại Lôi đã thình lình xuất hiện ngay phía sau, nàng ta chỉ với một cú nhảy đã nhanh chóng tránh được sát kiếm từ hắn, sách bay toán loạn. Đồ khốn kiếp, sao ngươi cứ nhắm vào sách của ta mà chém thế, bản thảo ta vừa mới viết, con mẹ nó. Như Nữ nhanh chân túm gọn, kẹp cổ uy hiếp. Ngươi đi theo ta lâu vậy, trên đường còn lấy giấy bút ghi ghi chép chép, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nàng ta cười dâm tà, cọ cọ vào người Như Nữ, đôi tay sờ sờ mó mó, trời lạnh như vậy, cơ thể tiểu muội lại rất ấm áp, mau ôm chặt thêm chút nữa đi. Như Nữ sợ tái mặt, vội vàng tránh khỏi. Trình Đại Lôi chửi thề, đờ mờ, lại là một con đàn bà biến thái, hết bê đê lại tới ô môi. Sau khi cả hai bên bình tĩnh, người nọ vui vẻ giới thiệu, bổn cô nương là Tư Mã Thiến, là một du hiệp, nhà thơ chuyên đi phực khắp thiên hạ, thích nhất là ghi chép, hóng hớt drama trong giang hồ. Hệ thống đánh giá, du hiệp tuyệt thế, người này là một nhân tài trung lập, nếu như có thể chiêu mộ, phát hành báo chí trong giang hồ, nâng cao danh tiếng, nâng cao tỷ suất biết chữ trong sơn trại, kiểm soát sức mạnh truyền thông. Mỗi tội sắc đẹp không đủ, còn là một kẻ biến thái. Trình Đại Lôi âm thầm tính, hiện tại đang vội lên đường, không rảnh làm bi thuốc lào chiêu mộ, vậy thì đành chờ cơ duyên sau này vậy. Nếu như ngươi đã không có ác ý, vậy chúng ta kết thiện duyên bằng hữu, huynh muội chúng ta còn có việc quan trọng, ta đi trước một bước. Người kia vội nói, ta cảm thấy rất hứng thú với các ngươi, hay là làm một cuộc giao dịch nhé. Hai năm trước ta không tham gia chuyện cướp công chúa, nhưng lần này không thể bỏ qua, ta luôn theo các ngươi vì muốn thu thập tài liệu. Nhưng khi chứng kiến, tiểu muội mạnh đến vô lý, thực lực ngươi thì đột nhiên bộc phát, các ngươi là người giống ta. Trước đây ta cũng đã gặp đồng loại, nhưng đều là mấy tên điên rồ giết người, nếu như không phải ta chạy nhanh, sớm đã bị họ đớp rồi. Nhưng các ngươi lại cho ta cảm giác rất thân thiết, nhưng ta không thích nam nhân thối, vẫn là tiểu muội tốt hơn, thậm chí ta có suy nghĩ muốn chờ muội lớn cùng nhau đánh vần. Trời ơi, đúng là đáng yêu siêu cấp vũ trụ, thật muốn giày vò quá đi thôi. Như Nữ sợ vãi tè, tay túm chặt lão Trình. Tâm xuất hiện, mặc dù cô ta đã che giấu thông tin, nhưng ta cảm nhận được trên người cô ta có dung khí, dung hợp trên chân. Dung khí trên người cô ta là cái bóng đuổi theo mặt trời, kinh mạch trên chân vốn dĩ đã bị tức nghẽn trời sinh. Trình Đại Lôi hỏi Tâm có muốn thu hồi không, Tâm lắc đầu. Hai chân thiếu nữ này tàn tật trời sinh, sức mạnh dung khí đã chống đỡ khiến cô ta có thể đứng lại được, nếu như thu hồi, cô ta sẽ thành tàn tật. Hơn nữa dung khí chưa bị ô nhiễm, cũng không làm điều ác được, trước tiên ta sẽ để lại ấn ký trên người cô ta, sau này cần có thể nhanh chóng tìm kiếm. Trình Đại Lôi kêu nàng ta nhanh chóng nói ra điều kiện, hắn còn bận đi giải quyết nỗi buồn. Vì ta vẫn luôn muốn giải câu đố trên người chúng ta, nên muốn cùng đồng loại giao lưu thân thiện, không đớp lẫn nhau, nếu như ngươi rảnh rỗi, hãy cùng ta trà đá đàm đạo. Nếu như được, tốt nhất có thể để ta và tiểu muội ở riêng với nhau he he. Bây giờ ngươi đang bận, thế nên khi nào ngươi rảnh cứ alo cho ta. Ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Ta chạy rất nhanh, đến Quicksilver cũng phải gọi ta là sư tổ. Từ đây tới sát hồ khẩu khoảng 800 dặm, đường núi hẹp, ngươi đi sẽ mất 10 ngày, mà với tốc độ của ta chỉ cần 3 ngày. Trình Đại Lôi ngạc nhiên, bá vậy thì mau giúp ta cứu Thiếu Vũ ra ngoài. Tư Mã Thiến tưởng mình nghe nhầm, cứu người khỏi bao vây 10 vạn đại quân, đậu mé bảo ta đi chết còn hơn. Hơn nữa ta cũng không khiêng người theo được, đi hổng có nổi. Lão Trình rầu môi, thế ngươi giúp ta được cái quần què gì? Ta có thể giúp ngươi đưa thư, cho dù Lâm Thiếu Vũ có trốn ở đâu, chỉ cần ta muốn, ta đều có thể tới tận giường hắn. Sau khi soạn xong thư tình mùi mẫn, Tư Mã Thiến nhanh chân rời đi, còn không quên dặn dò Ngưu Nữu, nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi đợi tỷ tỷ nhé. Nàng ta chỉ mới chạy vài bước, đôi chân như tàu siêu tốc, bay thẳng lên trời, cứ như bật hách chạy. Trình Đại Lôi cũng không muốn khiến cô gái tàn tật này mất đi sức mạnh từ đôi chân, chỉ có điều dung khí lại không làm cho cô ta mất khống chế. Thật là nằm ngoài dự liệu, dục vọng của cô ấy rất đơn giản, nhu cầu tìm tòi về thế giới, không thuộc bất cứ thế lực nào, một thân tự do tiêu sái, như một chú chim bay lượn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn, mà nếu không biết nói gì thì thả tim vào bình luận nha. Bên mình cũng làm các bộ review khác xuất hiện trên màn hình đó, bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.